Sapa rất là nhiều dốc, rất là nhiều dốc đá đẹp không. Phong cảnh đi lúc buổi chiều rất là đẹp luôn, dốc đá này đẹp ghê. Cây trên đây là những cây thông ba lá mọc bên đường, đồng thời từ xung quanh đường cũng có một số hộ dân ở chăn nuôi. Đỉnh núi mà đá nó trắng giống như là trong phim Tây Du Ký, đẹp luôn. Ruộng bậc thang buổi chiều, chiều nắng này. Dốc núi chập trùng. Tài xế đây lái rất hay, cái phát tài đây đường dốc mà lái rất giỏi. Đường lên miền Tây Bắc Lai Châu. Trúc giống như Đà Lạt nha. Gỗ không à? Đẹp. Đây là dốc. Đây là trên trung tâm thị trấn của Sapa rồi đó. Điện Nguyên Phủ, thị trấn Sapa.
ba đẹp ghê. Con núi non hiểm trở luôn. Chắc nhận đồ hay gửi đồ gì á. Xe dừng lại à.